vị quay trở lại với hành trình trao quà Tết đến với cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Món quà Tết ngày hôm nay đó chính là dàn âm thanh Sony Sound 3. Và hiện tại thì Mai Anh đang có mặt ở Đông Anh, Hà Nội đến với gia đình của một cầu thủ mà khi nhắc tới con số thôi thì quý vị sẽ biết ngay là ai. Đó chính là con số 19. Dàn âm thanh này gồm có một cái loa thanh ngang và hai loa đứng, cộng với loa súp nữa thì sẽ tạo thành âm thanh vòm đỉnh cao, có thể xem được những cái trận đấu của Hải Đá được chất lượng hơn. Kết hợp với TV, dàn âm thanh này sẽ giúp cho nhà mình có thể xem phim và nghe nhạc cũng hay hơn nữa ạ. Chức năng nào của TV này thì chú thích nhất? Tất cả mọi chức năng nó đều là rất là thuận lợi, thuận tiện. Dạ, chú có đã có sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói chưa ạ? Nguyễn Quang Hải. Một năm qua gia đình cũng sử dụng cái TV Sony, thấy rất là tốt. Cái nhất là về hình ảnh có độ sâu nét và âm thanh thì rất chi là ấm và trong, thuận tiện trong khi sử dụng. Nhân dịp năm mới, Sony cũng có một món quà tinh thần gửi cho cô chú nữa, đó chính là một tấm thiệp chúc Tết từ tổng giám đốc của Sony. Chân thành cảm ơn đến tổng giám đốc, ban lãnh đạo và công nhân viên của công ty, và cũng mong muốn làm sao là bên công ty là ngày ngày phát triển, mọi người dân đều hướng tới cái sản phẩm của Sony. Cảm ơn cô chú rất nhiều, và cô chú có thể xem trong thiệp nha, là đây là tổng giám đốc tự tay viết tặng gia đình mình luôn ạ. Kính chúc cầu thủ Nguyễn Quang Hải và gia đình nhiều sức khỏe và sẽ chinh phục được nhiều chiến thắng trong năm mới Kỷ Hợi, Việt Nam vô địch. Tết Kỷ Hợi vàng, xuân tốt cùng Sony. Dành cho những bạn chưa biết, Sony chính là đơn vị tài trợ chính của đội tuyển Việt Nam từ năm 2017. Các bạn hãy thử đoán xem là Sony sẽ ghé thăm nhà cầu thủ nào tiếp theo nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share, comment và đừng quên subscribe cho kênh YouTube Sony Việt Nam các bạn nhé. Còn bây giờ thì Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.